Theo nội dung các bản cáo trạng và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, bị cáo Lò Văn Châu, giới tính nam, sinh ngày 15 tháng 6 năm 2001 tại huyện Tân Uyên, nơi cư trú bản Tát Xôm, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Than Uyên truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tòa án Nhân dân huyện Than Uyên xử phạt bị cáo Lò Văn Châu 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Mùa Thị Máy, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1984, nơi cư trú bản Hô Ta, xã Tà Mông, huyện Than Uyên, bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Than Uyên truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tòa án Nhân dân huyện Than Uyên đã xử phạt bị cáo Mùa Thị Máy 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Lê Đăng Trọng, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1994, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, xóm 1, xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Than Uyên truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa án Nhân dân huyện Than Uyên đã xử phạt bị cáo Lê Đăng Trọng tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội là 8 năm 6 tháng tù. Phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, qua đó nhằm tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, luật phòng chống tác hại của ma túy, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.